học sinh lớp 9. Như vậy thì thầy, đây là cái chuyên đề 2. Chuyên đề 2 thầy cần muốn giới thiệu đến các em đó chính là nhận biết các chất. Nhận biết các chất. Như vậy ở đây thầy sẽ chúng ta bắt đầu làm bài đầu tiên nhé. Bài 1. Cho các dung dịch đựng trong các lọ mắt nhãn sâu. Thông thường thì đối với dạng này á, nghĩa là chúng ta sẽ dùng những cái chất nào đó để tiến hành nhận biết bằng các cái phương trình hóa học, những cái dấu hiệu hiện tượng để chúng ta biết được cái chất, cái lọ bị mắt nhãn đó đó chính là cái chất chứa cái chất gì. Hiểu không nào? Rồi. Thầy đọc lại đây nhé. Cho các dung dịch trong các lọ mắt nhãn sâu CuCl2, MgCl2, FeCl3, nhôm AlCl3, FeCl2, NH4Cl. Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy nhận biết các dung dịch trên. Nghĩa là ở bài này nó khó ở chỗ nào? Đó chính là chúng ta chỉ được chọn một cái chất duy nhất trong phòng thí nghiệm để nhận biết được 6 cái muối này. Hiểu không nào? Như vậy thì để chọn cái dung dịch nào đó mà khi mà cho vào 6 cái lọ mắt nhãn này nó phải có cái hiện tượng khác nhau thì chúng ta mới tiến hành nhận biết được, đúng không nào? Chứ còn nếu chúng ta chọn mà một cái hóa chất nào đó mà chúng ta chỉ có nhận biết được 4 muối thôi, còn 2 muối còn lại có cái hiện tượng giống nhau thì cũng không được. Được chưa? Thì bây giờ theo em chúng ta nên chọn cái hóa chất nào nào mà để nó có hiện tượng là để nhận biết được 6 cái muối này. Đó là chọn gì? Chúng ta sẽ chọn giùm thầy cái dung dịch NaOH nha em. Đó. Chọn dung dịch NaOH. Thì bây giờ cái bước đầu tiên mà chúng ta cần làm đối với bài nhận biết ấy, đó chính là chúng ta sẽ trích mỗi lọ mắt nhãn một ít vào trong sấu. Bao nhiêu chất thì chúng ta cho vào bấy nhiêu cái ống nghiệm. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi đây là trích mỗi lọ. Mỗi lọ mắt nhãn. Trích mỗi lọ mắt nhãn 1x vào 6 ống nghiệm. Sau đó chúng ta sử dụng níu thì để chúng ta tiến hành nhận biết nhé. Chúng ta có là ở đây là níu ống nghiệm nào. Nếu ống nghiệm nào nha, xuất hiện kết tủa màu xanh da trời thì đó là ống nghiệm chứa như nào. Đó chính là đồng thì thông thường là sẽ có màu xanh nữa nè. Đó chính là CuCl2. Sau đó chúng ta sẽ viết cái phản ứng ra. Có CuCl2 cộng NaOH thì sẽ tạo thành CuOH tất cả 2 lần. Cái này kết tủa xanh da trời nè các em. Nha. Cộng đây là NaCl. Ta cân bằng đây 2. Đây 2. Rồi. Như vậy chúng ta nhận biết được một lọ rồi đấy. Tiếp tục, tương tự như vậy, ta cũng sử dụng níu thì, níu ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu trắng thì ống nghiệm đó là gì? Đó chính là MgCl2 magie clorua. Và chúng ta sẽ viết phương trình ha. MgCl2 cộng NaOH chúng ta tạo thành MgOH tất cả 2 lần. Màu trắng đó các em. Cộng NaCl. Ta cân bằng đây 2 và đây 2. Được chưa? Rồi. Tiếp tục nhé. Rồi,
Nếu ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ thì ống nghiệm đó là, đó chính là sắc ba clarua nha em, sắc ba clarua. Rồi chúng ta viết phản ứng FeOH thành là FeCl3 cộng với NaOH tạo thành, ở đây sắc ba thì ở đây sẽ có hóa trị ba là ở đây NaCl ba được chưa nào. Ta tiếp tục nha. Nếu ống nghiệm, nghĩa là qua cái bài này chúng ta giúp cho chúng ta các cái muối mà cái màu sắc của nó luôn các em. Nếu ống nghiệm nào, bài này khá dài, xuất hiện kết tủa trắng xanh, màu trắng xanh các em, trắng xanh thì ống nghiệm, chỗ đây chúng ta ghi giùm thầy nâu đỏ nhé, thì ống nghiệm đó là gì? Thì em là gì nào? Đó chính là muối sắc 2 đúng không nào? FeCl2. Chúng ta sẽ viết phản ứng ra FeCl2 cộng thầy NaOH tạo thành, đây là FeCOH tất cả hai lần. Cái này trắng xanh này các em, cộng với NaCl nên ta hai lần, đây hai lần được chưa? Tiếp tục muối đây rồi, hai cái sắc thầy làm liền nhau để chúng ta phân biệt cái FeOH tất cả ba lần là màu nâu đỏ, còn FeOH tất cả hai lần là trắng xanh nha. Giờ còn nhôm với lại NH4 rồi nhá. Ok rồi, chúng ta tiếp tục. Nếu ống nghiệm nào xuất hiện như nào, keo trắng kết tủa dạng keo trắng thì đó chính là nhôm clorua các em nha. Chúng ta có là NaCl3 cộng NaOH sẽ tạo thành nhôm hydroxit NaOH tất cả ba lần kết tủa, đây là keo trắng này em, nó màu trắng nhưng mà nó dạng keo, tạo cái ion ba cộng, nhôm ba cộng này thông thường khi nó có kết tủa là có dạng keo nha em. Đây cộng với NaCl thì đây chúng ta cân bằng đây 3 và đây 3, còn lại cái này thì dấu hiệu luôn. Thì nếu ống nghiệm nào xuất hiện khí bay ra có mùi khai, đây chính là khí ammoniac là NH3 nha em, thì ống nghiệm đó là NH4Cl. Sau đó chúng ta viết phản ứng ra NH4, đây là ammoni clorua nè em, cộng với NaOH sẽ tạo thành NaCl cộng NH3 cộng với nước, được chưa? Coi thử nào, bằng rồi, hydro cũng đủ rồi ha, oxy rồi. Phản ứng này đã tự cân bằng, như vậy thì cái khí này có mùi khai là khí đây nè em. Đó, như vậy thì đây là cái khóa học online có thu phí của thầy. Thầy sẽ làm theo rất rất là nhiều các chuyên đề. Thầy lược qua một xíu nhé. Ví dụ như phương trình chuỗi phản ứng chuyên đề 1 đúng không? Chuyên đề 2 đó chính là nhận biết các chất. Chuyên đề 3 là tách chất. Còn chuyên đề 4 là dạng toán một dữ kiện này, dạng
Còn chuyên đề 5 là dạng toán hai dữ kiện dư thiếu này, rồi hiệu suất này, tăng giảm khối lượng này, xác định công thức hóa học này, vân vân. Nghĩa là thầy chưa chưa mở khóa học, nghĩa là thầy chỉ thông báo trước thôi, tại vì trong quá trình thầy và cô đang hoàn thành. Nghĩa là cái khóa học của thầy là gồm có 5 cái khóa học để chúng ta đăng ký, đó chính là xét bài tập hóa 8 này, xét bài tập hóa 9 này, xét bài tập sinh 9, bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8 9, bồi dưỡng học sinh giỏi sinh 9. Thì các em mà cảm thấy cần thiết cái nào thì chúng ta đăng ký vào cái đó. Và riêng sách giáo khoa nha, riêng sách giáo khoa thì cả thầy và cô sẽ up hoàn toàn miễn phí cho các em từ lớp 6 cho tới lớp 9. Còn riêng các em lớp 6, lớp 7 thì chưa có khóa học, tại vì thầy và cô chưa rảnh để mà dạy được. Nếu mà các em cảm thấy hay mà dễ hiểu á, thì chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần để mà xin phụ huynh và để đăng ký vào khóa học của thầy nhé. Ok. Rồi, như vậy thì trong clip, thầy nói trong cái bài đầu tiên mà thầy hướng dẫn các em á, các em thấy có hay và dễ hiểu không nào? Nói chung thì ở đây á, thầy cũng hệ thống lại, nghĩa là thầy sẽ gom lại tất cả các cái dạng. Ví dụ thuộc về nhận biết thì trong một cái chuyên đề, trong bài dư thiếu là một chuyên đề, trong cái bài hiệu suất là một chuyên đề. Nghĩa là khi chúng ta đăng ký vào khóa học rồi thì chúng ta có thể xem tất cả các cái dạng, các chuyên đề của thầy mà nó không bị lộn xộn nữa, được không nào? Ok, chúng ta đi sang bài số 2 nhé. Thì đây là clip demo, gọi là học thử để cho các em xem thử nó có hay hay không. Nếu mà được thì chúng ta đăng ký, mà không được thì thôi. Chứ thầy cũng không, nghĩa là thầy không ép buộc tất cả các em phải đăng ký. Mà ở đây á, thầy muốn nói một điều như này này. Riêng các cái bài ở trong sách giáo khoa toán 6, 7, 8, 9, hóa 8, 9, sinh 8, 9, thầy úp là hoàn toàn là miễn phí nha các em nha. Thầy cũng sẽ theo cho các em hết chương trình lớp 9 này cái đã, rồi còn lên phổ thông thì tính sau, được chưa nào? Còn riêng trong sách bài tập và chuyên đề thì thầy và cô cũng đã bỏ công bỏ sức ra, thì nói như vậy chứ còn chúng ta cũng phải có cái gì đó với thầy cô để mà đúng theo cái công sức mà thầy cô đã bỏ ra. Chứ còn đối với sách giáo khoa thì thầy và cô đã úp hoàn toàn miễn phí rồi, đúng nào? Thầy đâu có lấy thu phí hay là cái gì đâu, mà bây giờ trong sách bài tập với trong chuyên đề thì buộc thầy cô phải đầu tư thời gian. Nghĩa là thầy có thể là không dạy thêm nữa, mà thầy dành hẳn thời gian để mà dạy các em online như này, đầu tư về chuyên môn, đầu tư về nâng cao, để mà đầu tư về chuyên đề để giúp cho các em có cái hệ thống kiến thức nó vững chắc khi chúng ta bồi dưỡng với học sinh giỏi, đúng không nào? Ok, ta hiểu ý thầy nói đúng chưa? Chúng ta đi sang bài số 2 nha. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sâu của chúng ta. Đây là Cu, OH tất cả hai lần này, bari hydroxit này, với lại Na2CO3 ha. Hãy chọn một thuốc thử, đó cũng là một thuốc thử, để nhận biết được cả ba chất trên, viết các phương trình hóa học. Thì nó khó là khó ở đây chỉ là cái chọn có một thuốc thử, chứ còn mà để mà các em trong phòng thí nghiệm các em chọn mà tùm lum thuốc thử hay là rất nhiều thuốc thử thì rất là dễ rồi, đúng không nào? Thì theo thầy á, thì cái thuốc thử ở đây chúng ta cần chọn đó chính là cái dung dịch gì nào. Nghĩa là giống như ở cái bài đầu tiên mà thầy nãy hướng dẫn các em, nghĩa là dấu hiệu ở cả ba cái lọ mắt nhãn này đều có, nghĩa là đều có xuất hiện về dấu hiệu hết nha các em nha. Thì dung dịch ở đây nó chính là H2SO4 nha các em. Rồi, như vậy thì chúng ta bước đầu tiên công việc ưa thích mà đối với cái dạng bài này thì chúng ta phải gì, trích mỗi lọ một ít vào máy ống nghiệm, 1, 2, 3 vào 3 ống nghiệm nha, vào 3 ống nghiệm. Sau đó chúng ta sẽ cho cái dung dịch H2SO4 vào 3 ống nghiệm, 3 ống nghiệm trên. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng nếu thì giống như lúc nãy các em. Chúng ta ghi đây là nếu xuất hiện kết tủa
màu xanh lam nha các em, xanh lam. Thì đó chính là thì ống nghiệm. Đó là CuOH tất cả hai lần, tại vì CuSO4 có tủa màu xanh lam nha các em. Chúng ta viết phương trình ra CuOH tất cả hai lần chúng ta cộng với H2SO4 thì tạo thành CuSO4 cộng với lại là nước, được chưa? Chúng ta cân bằng giùm thầy, đây là hai ha. Đó, hiểu chưa nào? Chúng ta tiếp tục. Nếu xuất hiện kết tủa màu trắng thì ống nghiệm đó là gì? Đó chính là bari OH tất cả hai lần, tại vì bari sunfat có cái tủa màu trắng, đúng không em? Rồi, chúng ta viết phương trình ra là bari OH tất cả hai lần cộng với H2SO4 sẽ tạo thành bari sunfat cộng với nước, được chưa nào? Đó, còn một cái nữa ha. Rồi thầy đẩy lên luôn để viết cho nó dễ, các em dễ thấy nha. Đó chính là nếu xuất hiện khí thoát ra thì ống nghiệm đó, là đây này, đó chính là Na2CO3. Khí thoát ra đây chính là CO2, đúng không nào? Đó là Na2CO3. Sau đó chúng ta viết cái phản ứng ra, Na2CO3 chúng ta sẽ cộng với gì nào? Cộng với H2SO4 chúng ta tạo thành là Na2SO4 cộng gì nào? CO2 và cộng với nước, đúng chưa nào? Này, cơ khí thoát ra là ở đây. Như vậy cái phản ứng này coi thử nào, đi đủ rồi, lưu huỳnh đủ rồi ha. Oxy rồi, 3 4 là 7 rồi, đủ đó. Như vậy thì ở đây thầy nói thẳng ra thì thầy cũng hơi ngại, nhưng mà thầy cô thầy thấy cũng khá là vất vả vì các em riêng cái từ toán 6 đến toán 9 cũng như là hóa 8 9 mà thầy quay các em, thầy gọi là hoàn toàn miễn phí, thì các em đã biết cái công ơn của thầy nó như thế nào rồi. Còn chắc chắn là cũng có một số đối tượng rất là gato, gọi là gan ăn thức ở rồi này nọ với thầy, thì cũng vào comment tùm lum tùm la hết thì kệ người ta các em. Còn em tin tưởng ở thầy thì cứ đăng ký và cũng chuẩn bị tinh thần, khi nào thầy mở khóa học thì chúng ta đăng ký. Và thầy dự trù là tầm khoảng 1 tuần nữa là thầy sẽ chính thức công khai cái đường link để chúng ta đăng ký vào cái mẫu đơn đó. Rồi chúng ta đăng ký vào đó để chúng ta, thầy sẽ gửi cái đường link lại để cho chúng ta học, được chưa nào? Khoảng 1 tuần nữa thầy sẽ hoàn thành xong gần như là của học kỳ 1 nha các em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em. Nếu các em có gì đó chúng ta ấy thì chúng ta comment thẳng thắn với thầy, được chưa nào? Cứ thẳng thắn comment, chúng ta có đồng ý hay không đồng ý như nào đó thì chúng ta cứ comment cho thầy nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo.